quý cô bác tuổi giáp thìn kính mến trong chương trình ngày hôm nay minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi tuổi giáp thìn sinh năm 1964 trong tháng 2 nhuận âm lịch năm quý mão 2023 tới đây để giúp cho quý cô bác đốn lành lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn vạn sự như ý đại cát đại lợi kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình và tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh chỉ ra rằng đúng tháng hai nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Giáp Thìn sẽ phải trải qua một tháng hung cắt ẩn tàng vận trình có nhiều biến động nhưng bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình từ đó những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến những người tuổi giáp thìn hiểu duyên xem được video này nên biết để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý cô bác tuổi giáp thìn cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, là tuổi con rồng, thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, nghĩa là lửa đèn nhỏ. Tổng quan tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, là tuổi con rồng, thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, nghĩa là lửa đèn nhỏ. Người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, đa phần là người, nhanh nhẹn, thông minh, nhưng hơi nóng nảy. Số người này thường có tài sản nhà cửa đầy đủ, ấm cũng, nếu là người sinh ra ít gặp nhiều may mắn, thì cũng được thừa hưởng của cải từ ông bà để phát triển sự nghiệp. Theo tử vi phương Đông, thì người tuổi Giáp Thìn, thường có cuộc sống suôn sẻ, tương đối tốt đẹp, vận may dồi dào, làm việc gì cũng có thể đạt kết quả như mong đợi, vạn sự như ý, số phận được hưởng giàu sang, hiếm khi phải lo lắng, u sầu nói chung về đường đời của người tuổi giáp thìn có cuộc sống thuận lợi về mọi mặt những người này có số phận được sung sướng cuộc sống tốt đẹp suôn sẻ gặp nhiều vận may sự nghiệp tự tạo dựng được vững chắc và phát triển rộng mở bước vào thời hậu vận họ được sống trong sự hạnh phúc và an nhàn người tuổi giáp thìn có con đường sự nghiệp vững vàng rất tốt trong công việc làm ăn họ thường gặp may mắn trong công việc giao thương họ phải ưu thế hơn so với những người còn lại Người tuổi Giáp Thìn sinh ra có số trời ban tốt đẹp nên không có gì lạ, nên cuộc sống được hưởng sung sướng và phúc lộc về sau. Theo tử vi tuổi Giáp Thìn, những người này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 91 tuổi. Những người ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt tích được nhiều phúc đức sẽ được gia tăng tuổi thọ để vui vầy cùng con cháu. Sau đây là tổng quan vận trình tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Tháng có nguyệt lệch ất mão, người tuổi giáp thìn chớ vội bỏ cuộc khi gặp khó khăn, đây là khoảng thời gian tốt xấu đan xen, may mắn và rủi ro cùng song hành. Đối với người tuổi giáp thìn, bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần vững vàng, trong lúc khó khăn thì quý nhân sẽ xuất hiện, để chỉ cho bản mệnh đường đi, nước bước. Trên phương diện sự nghiệp, do chịu ảnh hưởng của cục diện ngủ hành, mão thìn tương hại, bản mệnh cần phải thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, lòng người khó đoán bởi khi đứng trước lợi ích có những kẻ tưởng chừng là bạn bè thân thiết người đáng tin cậy cũng sẽ trở mặt quay lưng bạn hãy coi đây là cơ hội để mình nhìn rõ bộ mặt thật của mọi người trên phương diện tài lộc các nguồn thu cũng sẽ không đổ về như dự đoán của bản mệnh con giáp này có thể sẽ bị tổn hại lợi ích vì tin tưởng nhầm người thời điểm này mệnh chủ cần phải cẩn trọng trong các dự án đầu tư kinh doanh hạn chế hợp tác với người không quen biết tốt nhất hãy tập trung vào những công việc còn đang giang dở không nên tính tới việc mở rộng hay những công việc trọng đại sẽ không có lợi về phương diện tình cảm cũng không mấy êm đềm, do chịu tác động của ngũ hành tương khắc, người độc thân được bách Việt đào hoa chiếu mệnh, nên vận thế khoe sắc hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn phải cẩn trọng trước nguy cơ đào hoa xấu. Trong khi đó đối với các cặp vợ chồng, thì cần tránh rơi vào những lời đồn thổi thị phi, và những mối quan hệ phức tạp nhé. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 2 nhuận âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch cho thấy cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại sẽ gây ra nhiều khó khăn cho sự nghiệp công danh của người tuổi Giáp Thìn. Trong thời điểm tháng 2 nhuận âm lịch này, nếu không cẩn thận, bản mệnh tuổi Giáp Thìn có thể vướng phải những rắc rối không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Thời điểm này, mệnh chủ không nên đặt hoàn toàn lòng tin vào bất cứ ai, việc hợp tác lại cần phải đề phòng hơn. Đứng trước lợi ích có những kẻ sẽ sẵn sàng lợi dụng bạn để thu về cái lợi cho bản thân mình. Tuy nhiên, nếu như bản mệnh tinh ý nhận ra trước những mối nguy thì khả năng tìm ra cách ứng phó là rất cao. Đồng thời, hãy coi đây là cơ hội tốt để nhìn nhận xem ai thực sự là bạn tốt của mình, ai chỉ là kẻ tiểu nhân rình dập chờ cơ hội để lợi dụng mình. Xem tử vi tháng 2 nhuận âm lịch năm 2023, vận trình có nhiều khó khăn ập đến, song bản mệnh giáp thìn cũng đừng bi quan với số phận. Vào thời điểm cuối tháng tam hội và các tinh vẫn xuất hiện, giúp người tuổi giáp thìn khắc phục phần nào những rắc rối. Vận trình vẫn có khởi sắc, người làm công ăn lương, hay người kinh doanh buôn bán vẫn thu được nhiều kết quả. Người tuổi giáp thìn hãy nên ý thức được rằng, bản thân cần phải chăm chỉ làm việc, đừng nên oán trách người khác bản mệnh sẽ gây ấn tượng tốt với cấp trên và quý nhân cũng để ý đến, quý nhân sẽ xuất hiện bất ngờ, sẽ đưa ra cho những giải pháp bất ngờ, giúp bản mệnh nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Trong việc làm ăn, liên quan tới cả tương lai và cuộc sống gia đình của mệnh chủ, vì thế khi quyết định kinh doanh, hoặc bắt tay vào hùn vốn với ai, nên chọn những người có tuổi hợp với mệnh của mình, để công việc được thuận lợi, mọi việc êm xuôi không bị thất bại, hay thua lỗ và tốt nhất thì bản mệnh tuổi giáp thìn nên chọn những người thuộc các tuổi là tuổi ất tỵ tuổi bính ngọ tuổi mậu thìn tuổi tân hợi và nhâm tý để kết hợp làm ăn cùng phát triển sẽ được bền vững và hưng vượng một điều quan trọng nữa là người tuổi giáp thìn được phật bản mệnh là phổ hiền bồ tát hộ mệnh trong cuộc sống thì ai cũng đều phải trải qua những thăng trầm những khó khăn vấp ngã và đôi khi là những rủi ro tai ương bất ngờ vì vậy phật bản mệnh được biết đến là vị thần hộ mệnh luôn đem đến sự may mắn thuận lợi và bình an cho con người những người đang khó khăn nguy nan thái trí nản lòng nên cầu khẩn phổ hiền bồ tát ngài không cứu khổ độ nạn mà hướng con người tới ánh sáng của tri thức của thiền định tĩnh tâm mở rộng tất cả các giác quan và có chí hướng vươn lên phía trước thoát khỏi những khổ ải ngài là biểu tượng có sức mạnh trí tuệ sự kiên trì bền bỉ để vượt qua mọi thử thách những người đang chuẩn bị thi cử khởi nghiệp cầu nguyện trước phổ hiền bồ tát sẽ nhận được sự che chở của ngài phù trợ cho gia chủ có một tấm lòng bao dung, trí tuệ phi phàm vượt qua, mọi giới hạn của bản thân, để hướng đến một cuộc sống cao đẹp, tâm đức cao thượng. Phật bản mệnh tuổi giáp thìn là phổ hiền Bồ Tát, đại diện cho tất cả các Bồ Tát, Ngài giúp hộ mạng và bảo vệ cho những người tuổi giáp thìn, nâng cao sức khỏe kéo dài tuổi thọ, giúp cho cả đời luôn yên ổn, xóa tan các loại bệnh tật và tai họa. Phật hộ mệnh phổ hiền Bồ Tát, vị Phật tượng trưng cho lễ nghi, sự đức độ và tự nguyện. Phật sẽ giúp bạn thực hiện được những nguyện vọng lớn lao nhất của mình, thoát khỏi cảm bẫy của những kẻ tiểu nhân, gia tăng thêm uy quyền lãnh đạo, vượt lên mọi trở ngại để có cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn. Khi người tuổi giáp thìn thành tâm hướng Phật hộ mệnh phổ hiền Bồ Tát, sẽ giúp bạn chuyên tâm, hướng đến tích phúc thiện, tăng trường khí, cải được mệnh số, hóa giải trừ tà ác. Đeo hình tượng Phật phổ hiền Bồ Tát hoặc thỉnh Phật sẽ giúp bảo trợ giúp cho người tuổi giáp thìn chống lại những luồng khí xấu, hóa giải sao hạn, sao xấu, tránh được tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, người tuổi giáp thìn sẽ nhận được sự phù hộ của ngài, một đời được bình an, gặp hung hóa cắt, khi gặp điểm giữ sẽ hóa lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc. Về phương diện tài lộc Xem tử vi tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão 2023 cho thấy, về tình hình tài chính của người tuổi giáp thìn cũng không quá tươi sáng tháng này công việc của người tuổi giáp thìn không mấy thuận lợi, cũng theo đó mà doanh thu sụt giảm, bản mệnh cần phải bình tĩnh để tìm cách ứng phó, chứ không nên vội vàng sốt sắng quá mức kẻo sai lại càng thêm sai thêm. Cục diện ngủ hành mão thìn thương hại tác động, sẽ đem tới nhiều phiền phức cho mệnh chủ, bản mệnh cần phải cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ, cũng như việc ký kết hợp đồng với đối tác. Những kẻ tiểu nhân, xấu bụng có thể lợi dụng sự tin tưởng của người tuổi giáp thìn để gây thiệt hại cho chính bản mệnh việc hợp tác làm ăn với bạn bè, người thân, trong tháng này cũng nên tránh, bởi sẽ có nhiều bất chắc xảy ra, khiến đôi bên vừa mất tiền, lại vừa gây sứt mẻ mối quan hệ. Tháng này vận khí chưa tốt, người tuổi giáp thìn hãy hoàn thành cho tốt các công việc còn dang dở của mình, việc mở rộng làm ăn, hay thực hiện các công việc trọng đại, cần chờ đến thời điểm khác, để thích hợp hơn. Tuy nhiên, trong tháng vẫn xuất hiện những cơ hội do tam hội và quan đới đem lại, giúp bản mệnh tuổi giáp thìn có cơ hội trở mình người làm công ăn lương công chức viên chức nhân viên công nhân cần phải cố gắng hết sức hạn chế các sai sót xảy ra thì vẫn sẽ nhận được khoản tiền lương tiền thưởng nóng xứng đáng còn đối với những bản mệnh tuổi giáp thìn làm kinh doanh buôn bán cần tỉnh táo nhận ra thế mạnh của mình để phát huy chủ động quyết tâm thì mệnh chủ sẽ dần khẳng định được vị thế của mình từ đó công việc cũng sẽ ổn định sẽ mang đến nguồn tài chính đều đặn cho bản mệnh Đồng thời người tuổi Giáp Thìn trong tháng này, hãy xem xét hướng xuất hành và các ngày tốt xấu trong tháng để tiến hành các việc đại sự, như vậy thì mọi chuyện sẽ được may mắn và hanh thông hơn. Hướng xuất hành tốt trong tháng là hướng Tây Bắc. Hướng xấu là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam. Ngày cát hỷ là ngày 21 tháng 2 và ngày 25 tháng 2 nhuận âm lịch. Ngày xấu không nên tiến hành là ngày 22 tháng 2 và ngày 23 tháng 2 nhuận âm lịch. Về phương diện tình cảm, gia đạo về phương diện tình cảm và các mối quan hệ của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 2 nhuận âm lịch này cho thấy. Tháng này, người tuổi Giáp Thìn sẽ có vận trình tình duyên không quá thuận lợi, dù là người độc thân, hay đã có vợ, có chồng, bản mệnh cũng cần phải chuẩn bị tinh thần, để phòng trước các nguy cơ. Đối với những người còn độc thân, có bách Việt chủ đào hoa xuất hiện, cho thấy tháng 2 nhuận âm lịch này, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của một vài đối tượng khác giới, thậm chí còn có người công khai bày tỏ thiện cảm với bản mệnh tuy nhiên bản mệnh không nên vội vàng đặt lòng tin vào ai người càng giỏi nói lời ngon tiếng ngọt lại càng phải đề phòng dù là bất cứ ai mệnh chủ cũng cần phải dành thêm thời gian để trò chuyện tìm hiểu chứ không nên đốt cháy giai đoạn thời gian này người tuổi giáp thìn hãy dùng lý trí để cân nhắc nhiều hơn chứ đừng chỉ nghe theo những người xung quanh đối với các cặp vợ chồng thì bạn cần phải cẩn thận trước những đối tượng tiếp cận có người muốn kéo gần quan hệ với bản mệnh nhằm hướng tới một mục đích nào đó mệnh chủ cần phải vạch rõ giới hạn với người khác giới, trước mắt là để tránh những tổn thương cho nửa kia, sau là tránh những lời đồn thổi, gây ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của chính mình. Ngũ hành tương khắc cũng khiến cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không mấy êm ấm, mọi người thường tranh cãi với nhau khi những quan điểm bất đồng xảy ra. Đây là lúc mọi người cần phải bình tĩnh ngồi lại, đặt mình vào vị trí của người khác để cân nhắc cách hành xử sao cho đúng mực. Về phương diện sức khỏe, Bước sang tháng 2 nhuận âm lịch này cho thấy, nhìn chung người tuổi Giáp Thìn không gặp phải vấn đề gì lớn về sức khỏe. Trong tháng này, tuy nhiên bản mệnh vẫn cần phải nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập tiệc tùng, nên dành thời gian mỗi ngày để luyện tập thể dục thể thao, công việc vất vả có thể khiến cho bản mệnh cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Hãy tìm cách xả stress kịp thời, ví dụ như đắm mình trong thiên nhiên hoặc tâm sự với người thân để được gỡ rối, chỉ cần giữ tinh thần lạc quan và tích cực chẳng khó khăn nào là mệnh chủ không thể vượt qua được từ xưa đông y vẫn coi, môn dưỡng sinh là bộ môn trọng yếu trong phòng ngừa bệnh tật tăng cường sức khỏe, kiềm chế sự lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Nếu như cảnh giới cao nhất của đông y là dưỡng sinh, thì cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh chính là dưỡng tâm. Cổ nhân cho rằng điều quan trọng nhất của dưỡng sinh là dưỡng tâm, dưỡng tâm là ngọn nguồn của dưỡng sinh, nếu một người chỉ coi trọng dưỡng thân, mà xem nhẹ việc dưỡng tâm, thì thân thể sẽ khó đạt được như mong muốn, đó là bởi vì sinh lý và tâm lý của con người, có liên quan mật thiết với nhau ở độ tuổi ngoài 60, người tuổi giáp thìn nên biết dưỡng tâm, luôn giữ cho tâm trong sạch thanh tịnh, tránh phiền não, để bản thân luôn được an lạc và trường thọ nhé. Bây giờ là luận giải tử vi chi tiết 10 ngày và cẩm nang vượng vận của tuổi giáp thìn, sinh năm 1964, trong tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão 2023. Tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 nhuận âm lịch cho thấy. Ngay đầu tháng, vận trình của người tuổi giáp thìn, hung cát đan sen trên phương diện sự nghiệp lại khá sáng sủa do có các tinh chiếu mệnh đây là khoảng thời gian người tuổi giáp thì nên cố gắng hết mình để thể hiện năng lực của bản thân ngay từ khi mọi người xung quanh vẫn còn sao nhãng về phương diện tài lộc cũng có khởi sắc rõ rệt vào khoảng thời gian này đối với người làm ăn kinh doanh buôn bán nắm bắt được xu thế thị trường biết đâu là việc mình nên làm đâu là việc mình cần tránh từ đó khiến tiền đổ về đầy túi đồng thời không rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân sau dịch mã chiếu mệnh cho thấy nếu muốn phát triển và tiến bộ hơn nữa thì dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa thì bản mệnh cũng không nên ngại khổ ngại gian khó nhất thời điểm hiện tại mệnh chủ càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu về phương diện tình cảm của người tuổi giáp thìn cho thấy trong khoảng thời gian này lại không được êm đềm như mong muốn bản mệnh và nửa kia cần trao đổi với nhau nhiều hơn đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm như tiền nong và nuôi dạy con cháu các công việc nhà không nên ai làm việc của người đấy khiến mối quan hệ đôi bên dần dần xa cách Quý nhân phù trợ là tuổi Tý, tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Mùi, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu cam, màu trắng. Con số phát tài là số 26, số 74 và số 18. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 nhuận. Khoảng thời gian giữa tháng này, xem tử vi cho thấy người tuổi Giáp Thìn có những khoảng thăng trầm khá rõ rệt bản mệnh thường bị cấp trên gây khó dễ, khiến công việc không tiến triển được như dự kiến, mãi đến sau rằm tháng 2 nhuận thì mọi việc sẽ được thuận lợi hơn, mệnh chủ hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Về phương diện tài lộc, ít nhiều cũng có điểm sáng, đối với người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, có thể nhận nhiều khoản thù lao kha khá, hoặc là ký kết được những hợp đồng có giá trị, thậm chí có người may mắn nhận được tiền do trúng thưởng, trúng số bất ngờ. Sao thấy dương chiếu mệnh, cho thấy với những bản mệnh độc thân, vốn có nhân duyên khá tốt, tuy nhiên mệnh chủ lại không thực sự mong muốn đến với ai đó có thể là vì tuổi tác chính vì vậy bản mệnh tỏ vẻ khá là dưỡng dưng dù trong lòng cũng biết đó là một đối tượng khá triển vọng đối với những người đã có vợ có chồng thì bản mệnh đang ở trạng thái bằng mặt mà không bằng lòng đôi bên có vấn đề gì thì nên thẳng thắn chia sẻ với nhau không nên giấu ở trong lòng rồi lại nói lời bóng gió hoặc hành xử nóng nảy giận cá chém thớt quý nhân là tuổi dần tuổi mùi tiểu nhân là tuổi hợi tuổi mão màu sắc may mắn là màu tím màu đen con số phát tài là, số 36, số 92 và số 81. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng, từ ngày 21 cho đến hết tháng 2 nhuận âm lịch. Trong khoảng thời gian này, người tuổi giáp thìn không nên lơ là công việc của mình, càng về cuối tháng càng dễ được cấp trên trọng dụng, bản mệnh lại càng phải hết sức cẩn thận. Bởi xung quanh bạn vẫn luôn tồn tại kẻ tiểu nhân, nhăm nhe lúc bạn sơ hở để cướp đoạt công lao, khiến cho bản mệnh mang tiếng xấu về tình hình tài chính có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tháng, đồng nghĩa với đó là bản mệnh sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. Trong tháng này, đối với người kinh doanh, buôn bán, thì luôn phải bận rộn, luôn chân, luôn tay, để xử lý các đơn hàng. Trong khi đó, đối với những người làm chủ doanh nghiệp, phải giải quyết các hợp đồng với đối tác. Thời gian bận rộn như thế này khuyên bản mệnh tuổi giáp thì nên cẩn thận, bởi hung tinh thái tuế vẫn luôn rình rập. Nếu có việc cần xuất hành đi xa, như về quê, đi công tác hay du lịch thì trước khi rời nhà nên chọn hướng tốt và ngày tốt giờ hoàng đạo để gặp nhiều may mắn hơn. Về phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Thìn trong khoảng thời gian này có phần ảm đạm. Có lẽ bản mệnh khó có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc vợ chồng, mệnh chủ liên tục phải nghe những lời đồn thổi không hay về người kia. Thay vì nghi ngờ, hãy dành thời gian để trò chuyện thẳng thắn với người ấy, giải quyết dứt điểm các hiểu lầm. Quý nhân là tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Mão, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu vàng, màu hồng. Con số phát tài là số 58, số 11 và số 62. Vâng, quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, trên đây là tử vi tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Hy vọng quý cô bác sẽ rút ra cho mình được những thông tin hữu ích từ tử vi tháng mới của mình. Quý cô bác đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn và kính chúc quý cô bác tháng mới luôn mạnh khỏe, may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.